chào các bạn. Hôm nay kênh Phụ Nữ và Gia Đình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bánh khoai tây nhân dăm bông nha. Các bạn cần có những cái nguyên liệu sau đây. Đầu tiên là mình sử dụng khoảng tầm 2 củ khoai tây, 2 quả trứng gà, 1 quả dưa leo và 1 ít thịt dăm bông, sốt mayonnaise và mật ong. Phần rỉ đi mình làm cho trang trí cho cái bánh của mình nó đẹp. Và bây giờ mình sẽ thực hiện nha các bạn. Đầu tiên là mình sẽ luộc chín 2 quả trứng gà này nha các bạn. Trong thời gian mà chờ cho trứng gà nó chín thì mình sẽ sơ chế mấy củ khoai tây này. Đầu tiên là mình sẽ gọt vỏ. Các bạn lưu ý là để cho món bánh của mình trông đẹp mắt với lại là ngon hơn thì các bạn nên lựa khoai tây có cái màu vàng như thế này nha. Đừng lựa khoai tây củ trắng thì khi mà mình làm lên cái màu bánh nó sẽ không hấp dẫn nha các bạn. Đây, sau khi mà gọt vỏ xong rồi á, mang nó đi rửa với nước sạch hoặc là nước muối pha loãng nha. Sau đó thì mình sẽ cắt nhỏ ra. Dưa leo này á, là mình cắt mỏng như thế này, sau đó thì mình ngâm vô nước muối để một lát nữa mình sẽ bỏ chung vô trong cái lớp dăm bông để làm cho cái bánh của mình vừa có màu xanh đẹp mắt với lại là mình ăn cho nó đỡ ngán nha. Trứng của mình thì bây giờ nó cũng đã chín rồi, mình sẽ mang ra để nguội rồi lột vỏ nha. Bây giờ mình sẽ băm nhuyễn cái lòng trắng này ra. Để một chút xíu nữa mình trộn cái này chung với lại khoai tây để làm cái vỏ bánh nha. Sau khi mà lòng trắng của mình đã băm nhuyễn rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục băm nhuyễn cái phần lòng đỏ này luôn nha các bạn. Lòng đỏ này thì sau khi mà mình băm nhuyễn xong rồi thì một lát nữa khi làm bánh nó hoàn chỉnh rồi thì mình sẽ để nó ở trên mặt bánh cho nó đẹp. Sau khi mà luộc chín rồi các bạn sẽ tán nhuyễn ra để cho cái phần khoai tây của mình nó mịn hơn. Các bạn lưu ý là mình nên tán càng nhuyễn càng ok nha các bạn. Mình tán nhuyễn như thế thì khi mình làm ra xong cái chiếc bánh của mình ăn thì mình sẽ có cảm giác là rất là mịn. Sau khi tán nhuyễn rồi thì mình sẽ cho cái phần trồng trắng trứng gà mà mình đã tán nhuyễn mình cho vào chung luôn, sau đó mình sẽ trộn đều cho khoai tây với lại trứng gà, trồng trắng trứng gà nó sẽ hòa lẫn lại với nhau. Tiếp theo là mình sẽ cho vào trong cái phần hỗn hợp này một ít sốt mayonnaise để ăn cho nó có vị mặn mặn béo béo và khoảng tầm hơn một muỗng mật ong nha. Mình sẽ trộn đều để cho cái phần sốt mayonnaise với lại mật ong và trứng gà nó với khoai tây nó sẽ trộn lẫn với nhau. Các bạn lưu ý là đảo đều để cho bánh của mình nó hòa lẫn với nhau ăn nó sẽ ngon hơn. Mình sẽ sử dụng một cái chảo để mình áp chảo cái phần dăm bông này. Đặc biệt là đối với các bé thì mình làm món này thì các bạn nên áp chảo cái phần dăm bông. Còn nếu như món ăn này dành cho người lớn thì các bạn cũng không cần phải áp chảo cái phần dăm bông này đâu nha. Tại thật ra thì dăm bông của mình nó cũng đã chín sẵn hết rồi. Các bạn lưu ý là mình chỉ cần áp chảo cho nó hơi cháy góc một chút xíu thôi. Mình áp hai bên luôn nha các bạn. Khi đã vàng được một bên rồi thì mình sẽ trở qua mặt còn lại và sau đó thì chờ cho cái mặt còn lại nó vàng, sau đó mình sẽ gắp ra dĩa. Sau đó thì mình sẽ dùng một cái màng bọc thực phẩm để mình bọc bên ngoài bánh. Các bạn sẽ cho nó dư ra một chút xíu để lát mình còn phủ ở trên mặt bánh luôn nha. Bây giờ mình sẽ cho một lớp vỏ bánh trước. Vỏ bánh này thì gồm có khoai tây với lại trứng và mật ong với sốt mayonnaise lúc nãy mình đã nêm nếm đầy đủ vào rồi các bạn. Mình sẽ trải đều ra.
Sau khi mà mình trải đều cái phần vỏ bánh ở lớp dưới rồi thì các bạn sẽ dùng một cái vật gì đó, chẳng hạn như cái giá, mình ở đây mình dùng cái giá, thì mình sẽ ém chặt cái phần bánh này cho nó đều ra. Các bạn cứ xoay vòng tròn cái khuôn bánh của mình, sau đó thì mình sẽ dùng cái giá mình ém cho chặt. Càng chặt tay thì một lát cái bánh của mình khi mà nó lên hình thì nó sẽ đẹp hơn. Thì cái lớp bánh ở bên dưới này thì mình sẽ cho nó có cái độ dày khoảng tầm 1 đến 2 cm thôi nha các bạn. Sau khi mình đã ém được một lớp khoai tây rồi thì bây giờ mình sẽ cho nhân vào. Nhân của mình là dăm bông. Mình sẽ đặt đều phủ hết cái mặt bánh luôn. Kế tiếp là một lớp dưa leo ngâm muối nha. Tiếp theo là mình sẽ cho thêm một lớp vỏ bánh nữa. Món này thì khi mà làm lên thì rất là đẹp mắt. Nếu mà các bé nhà bạn mà biếng ăn á, có thể làm món này để thay đổi khẩu vị cho các bé thì cũng rất là thích. Sau khi mà mình cho lớp vỏ thứ hai lên rồi thì mình sẽ ém chặt, sau đó thì mình sẽ cho thêm lớp trồng đỏ trứng gà lên trên cùng. Là bánh của mình đã làm xong nha các bạn. Cuối cùng là mình sẽ cho cái lớp trồng đỏ trứng gà này vào. Cái lớp này các bạn nhớ là phải băm nhuyễn cái trứng gà cho nó mịn, để cái lớp trên này nhìn cho nó đẹp. Màu này cũng rất là hấp dẫn đúng không các bạn? Các bạn nhớ là trải đều lên trên mặt bánh nha, để khi mà bánh của mình hoàn chỉnh rồi thì nó sẽ đẹp hơn. Cuối cùng là mình sẽ quấn lại cái màng bọc thực phẩm này lại cái bánh của mình. Các bạn lưu ý là ém cho thật chặt để cái bánh của mình sau khi mà hoàn thành thì cái hình bánh nó sẽ đẹp hơn nha. Rồi, mình sẽ gấp hai bên mé trước, sau đó thì mình sẽ gấp hai đầu. Sau khi mà bánh của mình đã ém chặt rồi thì mình sẽ cho bánh ra khỏi khuôn này và sẽ cắt ra để thưởng thức nha. Bây giờ mình sẽ cắt bánh ra nha các bạn. Mình sẽ sử dụng một cái dao thật bén để cho bánh của mình khi mà cắt không bị dính thì các bạn có thể quét qua cái dao này một lớp dầu nha. Các bạn lưu ý là mình nên nhẹ tay tại vì bánh mình cũng chưa được chắc lắm. Mình sẽ xoay bánh lại để mình cắt cho thành những cái ô vuông nhỏ nhỏ cho nó dễ thương. Mình đã làm xong món bánh khoai tây nhân dăm bông rồi nè các bạn. Nhìn rất là hấp dẫn đúng không nè. Các bạn có thể thay đổi khẩu vị cho gia đình mình bằng món ăn này. Nên là hy vọng các bạn sẽ làm. Chúc các bạn thành công với món bánh khoai tây nhân dăm bông này nha.
Nếu các bạn thấy video clip này hữu ích thì các bạn hãy like, share, subscribe cho kênh Phụ Nữ Và Gia Đình nhé.